các bạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi đến kênh Nhật Báo 24 giờ của chúng tôi. Chúc quý vị sẽ có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được những video hấp dẫn nhất đến từ kênh Nhật Báo 24 giờ của chúng tôi cập nhật mỗi ngày. Trong chương mục tin tức mới nhất về đội tuyển Việt Nam, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức mới sau đây. Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với tin bóng đá ngày 19 tháng 9 trên kênh Nhật Báo 24 giờ. Bản tin hôm nay gồm những nội dung đáng chú ý sau đây. Nóng, Trung Quốc sa thải hít đinh sau trận thua Việt Nam. Chính thức, đội tuyển Việt Nam rất hạng trên bảng xếp hạng FIFA tháng 9 năm 2019. Việt Nam có thể thay Thái Lan đăng cai U23 châu Á 2020. Người hâm mộ nhận tin cực vui về văn hậu. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nóng, Trung Quốc sa thải hít sau trận thua Việt Nam. Tờ Titan Sport của Trung Quốc đã xác nhận huấn luyện viên Gu Hiding không còn giữ chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển U22 Trung Quốc. Chiều ngày 19 tháng 9, truyền thông Trung Quốc phát sốt với thông tin huấn luyện viên Gu Hiding bị Liên đoàn bóng đá Trung Quốc sa thải. Theo tờ the Titan Sport, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc CFA không hài lòng với cách làm việc và những phát biểu của chiến lực gia người Hàn Quốc với tư cách là huấn luyện viên trưởng của U22 Trung Quốc. Trận thua 0-2 trước Việt Nam chính là phát súng cuối cùng chấm dứt sự kiên nhẫn với ông Gu Đình. Ngoài ra, CFA cũng tiết lộ rằng Huawei Wei, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển nữ Trung Quốc, sẽ thay thế vị trí của huấn luyện viên người Hà Lan. Trong thời gian dẫn dắt U22 Trung Quốc, huấn luyện viên Gu Đình đã giúp Trung Quốc giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á khi đứng đầu bảng G với các chiến thắng trước Lào, Philippines và trận hòa hai đều Malaysia. Ông Gu Đình là người thầy, người đồng sự cũ với huấn luyện viên Park Seo. Trước trận gặp U22 Việt Nam, Ông Hít Đinh đã đến tận sân tập để bắt tay chào hỏi người bạn cũ làm việc cùng ở đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2022. Chính thức, đội tuyển Việt Nam rớt hạng trên bảng xếp hạng FIFA tháng 9 năm 2019. Theo bảng xếp hạng FIFA tháng 9 năm 2019, đội tuyển Việt Nam đã rớt xuống hạng 99 thế giới và đứng ở top 16 châu Á. Theo bảng xếp hạng FIFA tháng 9 năm 2019 vừa được công bố, đội tuyển Việt Nam đã bị rớt hai bậc từ hạng 97 xuống hạng 99 thế giới và đứng hạng 16 châu Á. Đây là kết quả không bất ngờ bởi thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo vừa bị Thái Lan cầm hòa, trong khi những đối thủ xếp sau đều có những thắng lợi quan trọng. Cụ thể kết quả không đều trước Thái Lan đã khiến đội tuyển Việt Nam bị trừ một điểm từ 1.232 xuống 1.231. Đội tuyển Jordan và Armenia đều có những chiến thắng tại vòng loại World Cup và vòng loại Euro 2020 đã giúp họ vượt mặt Việt Nam lên hạng 98 và 96 thế giới. Tại khu vực Đông Nam Á, đội tuyển Thái Lan đã có sự thăng tiến lên 114 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA tháng 9 năm 2019. Philippines rơi xuống hạng 127, trong khi Singapore tăng 5 bậc lên hạng 157. Malaysia cũng thăng tiến từ hạng 159 lên 158 thế giới. Myanmar tụt 10 bậc và đứng ở hạng 145, còn Indonesia giảm 7 bậc xuống đứng 167 thế giới. Campuchia, Lào và Brunei đều tăng một bậc lên hạng 169, 187 và 191. Cuối cùng là Đông Timor tăng hai bậc lên hạng 199 thế giới. Trên bảng xếp hạng FIFA tháng 9 năm 2019, đội tuyển Bỉ giữ nguyên top 1 với 1.752 điểm, trong khi tuyển Pháp vượt mặt Brazil lên vị trí thứ 2 với 1.725 điểm. Sela Cao đứng top 3 với 1719. Các vị trí thứ tư và thứ năm lần lượt là Anh với 1662 và Bồ Đào Nha 1643 điểm. Theo lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón đối thủ đầy duyên nợ là Malaysia trên sân nhà Mỹ Đình vào lúc 20 giờ ngày mùng 10 tháng 10. Trong khi đó, đội tuyển Indonesia sẽ hành quân đến làm khách của UAE, còn Thái Lan được nghỉ ở lượt trận thứ ba. Hiện tại đội tuyển Việt Nam của hối lợi viên Park Hang-seo đang đứng thứ tư bảng G với chỉ một điểm. Thái Lan tạm xếp đầu bảng với 4 điểm, UAE nhì bảng với 3 điểm, Malaysia có cùng 3 điểm nhưng xếp sau vì thua hiệu số. Đứng cuối bảng G vòng loại World Cup 2022 là Indonesia khi toàn thua ở hai lượt trận đầu tiên. Việt Nam có thể thay Thái Lan đăng cai U23 châu Á 2020. Việt Nam, Malaysia, Australia từng chạy đua giành quyền đăng cai U23 châu Á 2020 trước khi Thái Lan được chọn và đang có nguy cơ bị tức quyền. Liên đoàn bóng đá Thái Lan FAT đang chạy đua từng ngày để tìm các phương án thay thế sự vận động 700th Anniversary ở Chiang Mai. Nếu không đáp ứng được khâu tổ chức, Thái Lan sẽ bị tước quyền đăng cai và bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2020 với tư cách là đội chủ nhà. Liên đoàn bóng đá châu Á AFC ủng hộ Thái Lan nhanh nhất bàn giao 4 sân thi đấu vào tháng 12, một tháng trước khi diễn ra giải. Bên cạnh đó, AFC cũng phải lên phương án dự phòng trong trường hợp xấu nhất là FAT không đạt được tiêu chuẩn sân bãi trong lần kiểm tra cuối cùng. Ngày 23 tháng 9 và 24 tháng 9, đại diện AFC sẽ đến Thái Lan để làm việc lần cuối trước khi đơn vị này đưa ra quyết định. Chủ nhà có thể cam kết hoàn thành trước ngày bàn giao, nhưng AFC phải xem xét tính khả thi nhằm chủ động quyết định nước chủ nhà thay cho Thái Lan 4 tháng trước khi giải đấu bắt đầu, vào mùng 8 tháng 1 năm 2020. Việt Nam có thể trở thành một trong những nước được lựa chọn nếu sẵn sàng. Tháng 2 năm 2018, Việt Nam cùng Thái Lan, Malaysia và Australia là bốn nước cạnh tranh quyền đăng cai vòng chung kết U23 châu Á 2020. AFC quyết định Thái Lan, nhưng hiện mọi chuyện không diễn ra đúng tiến độ. Nói về cơ hội để Việt Nam thay thế Thái Lan tổ chức U23 châu Á 2020, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam Lê Hoài Anh từ chối giải thích. Tôi không thể nói trước trong bối cảnh giả sử. Động thái của VFF trái ngược với Malaysia, Australia, Iran hay Arab Truyền thông Thái Lan khẳng định Malaysia có nhiều khả năng trở thành chủ nhà thay thế nhất. U23 Malaysia sẽ tự động lấy suất tham dự của Thái Lan vì thầy trò ông Lee Tan Hue bị loại ở vòng loại. U23 Thái Lan cũng bị loại nhưng được đặt cách với suất là đội chủ nhà. Malaysia và Australia trở thành ứng cử viên thay thế là điều không lạ vì họ từng tranh cử đăng cai giải U23 châu Á 2020. Iran và Arab Saudi là hai cái tên mới được đồn đoán muốn đưa các cầu thủ của U22 ở châu Á về nước mình thi đấu. Một lãnh đạo cấp cao của AFC nói với dinh.vn: "Hiện tại chúng tôi chưa có quyết định chính thức về chuyện này. AFC vẫn tôn trọng và hy vọng Thái Lan hoàn thành tiến độ cải thiện sân thi đấu. Nếu chủ nhà giải đấu phải thay đổi sẽ có nhiều thứ phát sinh trong 3 tháng tới." Hôm 17 tháng 9 tại Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban thi đấu AFC Trần Quốc Tuấn đã chủ trì cuộc họp đầu tiên giai đoạn 2019-2023. Tuy nhiên chỉ có hai nội dung được thông báo là chọn chủ nhà cho vòng chung kết U19 châu Á ở Uzbekistan vào năm 2020 và vòng chung kết U16 châu Á 2020 tại Bahrain. Người hâm mộ nhận tin cực vui về Văn Hậu. Người hâm mộ Việt Nam sẽ được xem trực tiếp các trận đấu của SC Heerenveen, đội bóng Văn Hậu đang đầu quân. Theo nguồn tin của báo Giao thông, công ty cổ phần truyền thông Tương lai Việt Nam On Media vừa đạt thỏa thuận để chính thức trở thành đơn vị duy nhất sở hữu bản quyền phát sóng giải bóng đá vô địch quốc gia Hà Lan 2019-2020 tại Việt Nam. Điều này đồng nghĩa người hâm mộ Việt Nam sẽ được xem trực tiếp các trận đấu của SC Heerenveen, đội bóng văn hậu đang đầu quân. Trước mắt đối tác của On Media là Đài truyền hình cáp Việt Nam VTV Cup và đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh HTV. Hai đơn vị này sẽ phát sóng trên tất cả các hạ tầng của VTV Cup và HTV. Quá trình đàm phán diễn ra suốt thời gian qua và On Media mới chính thức sở hữu bản quyền cách đây ít ngày. Liên quan tới Văn Hậu, ngày 18 tháng 9, Hậu đã được cấp thẻ cư trú tại Hà Lan. Ngày 19 tháng 9, đội được nghỉ tập nhưng cầu thủ này chủ động xin với huấn luyện viên Johnny Jansen được tập riêng với huấn luyện viên thể lực. Ngày 20 tháng 9, Hậu sẽ tham gia buổi tập kín với đồng đội trước trận gặp Utrecht ngày 22 tháng 9. Trong tháng 9, đội của Hậu còn có một trận nữa trên sân khách, gặp Velo vào ngày 29 tháng 9 tại SC Heerenveen, Văn Hậu mặc áo số 15, hưởng lương khoảng 450.000 euro một năm. Ngoài ra anh còn được cấp một căn hộ, một xe ô tô để tiện sinh hoạt. Đầu tháng 10, Hậu sẽ trở về Việt Nam cùng đội tuyển Việt Nam đá trận gặp Malaysia tại vòng loại World Cup 2022. Thích nghi ở Heerenveen, Văn Hậu vừa cố học tiếng Anh, vừa thuê phiên dịch một trong những điểm yếu của Văn Hậu khi sang Hà Lan đầu quân cho SC Renvin đang được hậu vệ trái 20 tuổi này tìm cách khắc phục. SC Renvin khi quyết định ký hợp đồng mượn đoàn Văn Hậu dĩ nhiên là còn hoài nghi về khả năng chơi bóng của cầu thủ này. Dĩ nhiên là không còn hoài nghi về khả năng chơi bóng của cầu thủ này. Tuy nhiên với cá nhân Văn Hậu để hòa nhập tốt và thi đấu thành công trên đất Hà Lan, ngoài yếu tố chuyên môn, hậu vệ gốc Thái Bình buộc phải giao tiếp ngoại ngữ với ban huấn luyện cũng như các đồng đội. Đáng tiếc khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của Văn hậu hiện chưa tốt, đây là rào cản mà hậu vệ 20 tuổi phải vượt qua. Trước mắt để giải quyết bài toán trong thời gian tới, Văn hậu phải có một phiên dịch viên. Về điều này, câu lạc bộ Hà Nội đã sớm có kế hoạch. Ngay từ khi bản hợp đồng chuyển nhượng Văn hậu với Hirenvin được ký kết, theo đó câu lạc bộ Hà Nội sẽ thuê một phiên dịch viên đi cùng đội hậu cần cho Văn hậu trên đất Thái Lan trong thời gian đầu của bỡ ngỡ. Bản thân Văn Hậu nhấn mạnh, để trụ lại chơi bóng ở châu Âu, chắc chắn anh phải tích cực học tiếng Anh song song với các bài tập trên sân cỏ. Đại diện câu lạc bộ Hà Nội cũng tin tưởng trong môi trường quốc tế, Văn Hậu sớm có thể giao tiếp cơ bản để hòa nhập với đội bóng Hà Lan. Trong ngày 17 tháng 9, Hậu đã có mặt tại đại bản doanh của SC Renvin ở Hà Lan để nhận trang phục thi đấu, tủ đồ. Câu lạc bộ của Hà Lan còn cấp xe sang và bố trí chỗ ở riêng để Văn Hậu yên tâm thi đấu. Vừa đến Hà Lan, Văn Hậu được SC Renvin cấp xe sang và căn hộ riêng. và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay, hãy like và share. Đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh ở phía bên dưới để ủng hộ chế kiếp và để nhận được những thông báo mới nhất khi ra video mới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.